Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc tổ chức hội thảo trực tuyến kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non và một số mô hình triển khai tại Việt Nam. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam đang triển khai quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo ở tất cả các bậc học, đặc biệt là bậc học mầm non. Hiện tại Bộ đang xúc tiến biên soạn chuẩn bị một chương trình giáo dục mầm non mới. Tại hội thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị chính phủ khẩn trương xây dựng chính sách tiền lương mới theo tinh thần nghị quyết số 29 là lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc theo dùng. Đối với giáo viên hợp đồng, đảm bảo mức lương không thấp hơn mức lương trung bình của doanh nghiệp cùng khu vực được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề. Toàn quốc hiện có hơn 1 triệu 200 ngàn giáo viên ca cấp, trong đó cấp mầm non có gần 369 000 giáo viên, cả nước còn thiếu 44 ngàn giáo viên mầm non.